Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca tin mừng trong dịp lễ Hiển Linh 5C. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường và nhạc sĩ Viễn Sứ từ phương Đông. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Đạo sĩ tiến bước đi trở về thành đô, nhịp đôi chân bao hăng hai bước bên nhau chẳng ngại khó khăn. Dù đường có xa xôi gặp thử thách trong gai, hằng nhìn theo ngôi sao dẫn đường, vượt gian nan này đi tới đến ngay nơi hàng lửa. Cùng chim ngắm Chúa con bên mẹ Maria, nay vàng tiên dâng lên một dược với nhu hương, lạy hài nhi đứng bao uy quyền, thờ lạy Chúa đã thương cứu độ trần gian, chuộc tội lỗi cứu con thoát khỏi lòng tham. Cầu Chúa sáng soi muôn dân nhận ra, để hưởng phúc ngàn năm thiên thu. Quỳ nơi đây bên hang đá, chúng con xin dâng lòng kính tin, lòng hân hoan dâng lên Chúa những câu kinh hòa cùng tiếng ca, niềm thành tín không phai. Lạy Chúa ngôi hai vì tình yêu Ngài đã giáng sinh, nhìn ngôi hai trong hang đá mắt môi xinh ôi đẹp biết bao. Ngài sinh ra nơi gian khó quấn trong khăn trời lạnh giá băng, tình Ngài qua bao la, tình Ngài qua trần gian giáng sinh làm người, thờ lạy Chúa đã thương cứu độ trần gian, chuộc tội lỗi cứu con thoát khỏi lầm than. Nguyện cầu Chúa sáng soi muôn dân nhận ra, để hưởng phúc ngàn năm thiên thu. Lòng tin yêu xin dâng Chúa trót xác thân linh hồn của con, từ hôm nay con xin hứa sẽ yêu thương bằng cả trái tim, để đền đáp ơn thiên tình Ngài quá vô biên, tựa trời cao làm sao sánh bằng. Đời con đây xin dâng hết những tâm tư với cả ước mơ, nay tương lai và quá khứ với hiện tại cùng ngàn lắng lo. Nguyện Ngài hãy thương con và Ngài xuống muôn ơn, để từ nay chứng nhân cho Ngài. Thờ lạy Chúa độ trần gian, chuộc tội lỗi cứu con thoát khỏi lầm than. Nguyện cầu Chúa sáng soi muôn dân nhận ra, để hưởng phúc ngàn năm thiên thu. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca tin mừng trong dịp lễ Hiển Linh 5C. Tấn Đạt xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.